Thưa các bạn, trên kênh YouTube của KT Audio, trong những năm trước đây, khi mà thế giới chưa có đại dịch Covid thì tôi có rất nhiều dịp đi công tác cũng như du lịch ở châu Âu. Và một trong những đất nước châu Âu mà tôi rất hay đến tham quan đó là đất nước Hy Lạp xinh đẹp, nằm ở phía nam châu Âu bên bờ biển Địa Trung Hải. Thế thì đất nước Hy Lạp ấy, bên cạnh những phong cảnh đẹp, nó còn có một nền văn hóa và lịch sử rất lâu dài. Và trong đó thì chắc chắn rất nhiều bạn đã biết, đó chính là cái nền văn hóa cũng như những cái truyền thuyết cũng như những cái huyền thoại trong lịch sử của Hy Lạp. Và rất nhiều bạn ở Việt Nam đã đọc cái cuốn Greek Mythology được dịch ra tiếng Việt, đấy, cuốn Thần thoại Hy Lạp. Đây là một cái tác phẩm mà có thể nói là nó tạo rất nhiều cảm hứng cho tôi trong cái quá trình mà sản xuất các sản phẩm. Đấy cũng là lý do vì sao mà tôi sử dụng tên của một số vị thần Hy Lạp để mà đặt cho các sản phẩm của mình. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm mới hoàn thành, được lấy tên theo một cái vị thần mà là vị thần mạnh nhất, là chúa tể của các vị thần trên đỉnh Olympus của Hy Lạp, đó chính là thần Zeus. Xin mời các bạn cùng xem sản phẩm. Đây là bộ monoblock được đặt tên là Zeus Black. Zeus là tên thần Zeus, Black là bởi vì cái bộ này nó có tông màu đen và màu đồng, cho nên tôi đặt tên cho nó là Zeus Black. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là hai khối monoblock, đây hai khối trái và khối phải, mỗi một khối nặng khoảng 36 cân. Đấy. Và sử dụng mỗi một khối là hai đèn 845 đèn đốt trực tiếp. Thì với cái kết cấu hai đèn 845 chạy theo mạch đẩy kéo này, tôi có thể khai thác được cái âm đi này với công suất ra là 70W. Và thưa các bạn, là với 70W ấy thì nó đủ sức đánh hầu hết các loại loa trên thị trường. Bởi vì 70W mà đẩy kéo của đèn ấy là nó rất mạnh. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết của từng cái sản phẩm cho các bạn xem. Vâng, thưa các bạn có thể thấy là chiếc monoblock Zeus Black này được thiết kế theo phong cách hoài cổ vintage và sử dụng hai tông màu chủ đạo là màu đen và màu đồng. Đấy, để tôi quay gần để các bạn xem cái logo của nó. Đấy, cái tem Zeus Black các bạn nhìn thấy là được khắc ở trên một tấm đồng. Và ở bên cạnh đây là nút công tắc nguồn, đây nút công tắc nguồn, còn đây là nút volume. Đây là bộ power, tức là bộ âm ly công suất, có một đường vào thôi, nhưng mà tôi vẫn thiết kế một cái nút volume để khống chế âm lượng đầu vào. Và nếu mà đối với các bạn mà không có nhu cầu dùng pre âm ly thì có thể sử dụng hai nút volume của hai kênh này để các bạn có thể nghe thẳng bộ monoblock này mà không cần phải thêm pre âm ly. Còn nếu có pre thì các bạn sẽ sử dụng thêm pre âm ly để điều khiển cho nó đơn giản hơn. Mặt trước các bạn nhìn thấy là tôi dùng một cái tấm nhôm phay dày 1 cm và được cắt vát rất nghệ thuật để tạo ra cái nét mềm mại cũng như là cái điểm nhấn cho cái mặt trước nó không đơn điệu. Có cái logo của KT Audio gắn chìm vào mặt trước đây, các bạn có thể nhìn thấy logo KT Audio đấy. Và phía trên đấy là Zeus Black 845 Pushpull Limited Edition. Đấy. Phía trước các bạn nhìn thấy nó có 3 cái đèn. Đấy, cả hai cục phía trước các bạn đều nhìn thấy có 3 đèn. Đây là 3 đèn tiền khuếch đại, đèn giữa là tiền khuếch đại và sau đó nó đẩy tín hiệu sang hai cái đèn hai bên và sau đó tiếp tục đẩy vào cái đèn 845. Đấy. Với hai cái đèn 845 này thì cái công suất ra của nó đạt được đến 70W và 70W như đã nói là với công suất của âm ly đèn mà 70W. Nhất là với cái đèn mà có cái tiềm lực âm thanh như là 845 thì nó có thể đủ sức đánh được rất nhiều loại loa. Và ở phía trước các bạn nhìn thấy nó có 5 đèn, đấy, gồm có 2 đèn 845 công suất và 3 đèn tiền khuếch đại. Đấy, nhưng ở phía sau nó còn có thêm 2 cái đèn vang. Đấy các bạn nhìn thấy không? Phía sau nó có hai cái đèn van đấy, cả hai cục đều có hai cái đèn van đấy, mỗi cục có hai đèn van, tổng cộng như vậy tức là trên cái mỗi một cái khối mono này nó có 7 đèn đấy, tổng cộng có 7 đèn, 5 đèn trước và 2 đèn sau đấy. Phong cách thiết kế kiểu retro vintage, tức là
gợi nhớ cái thời kỳ hoàng kim của đèn điện tử. Và cái phong cách này thì nó rất dễ bố trí vào các nội thất, dù là nội thất hiện đại cũng đẹp, mà nội thất theo phong cách cổ điển, nhiều đồ gỗ cũng rất ăn nhập. Và xin thưa với các bạn là với cái công suất của âm ly này thì nó rất dễ dàng kéo các loại loa. Đặc biệt là rất nhiều bạn thích sử dụng những cái mẫu âm ly như thế này để đánh loa tannoy, những cái dòng rất khó đánh của tannoy như Westminster Royal thì là cũng có thể đánh dễ dàng, hay là các dòng JBL, rồi các dòng loa cột lớn ở trên thị trường hiện nay. Thì với âm ly này, trừ những cái loa nào nó quá nặng 4 ohm chẳng hạn, rồi cái độ nhạy thấp, còn về cơ bản là độ nhạy cứ từ 88-89 decibel trở lên là bộ monoblock này có thể phối ghép rất tuyệt vời, hoàn hảo. Thì cái bộ monoblock này như đã nói là ngoài công suất lớn thì cái độ dày của tiếng nó rất là tốt, âm sắc trong, mạnh, ngọt ngào, ấm, có độ dày, có chi tiết. Có thể nói đây là một cái bộ monoblock mà rất ưng ý do KT Audio chế tạo. Thì đây là một vài nét giới thiệu về bộ monoblock Zurt Black này. Ngoài cái dòng Zurt Black này thì tôi có chế tạo một cái dòng Zurt thứ hai là dòng Zurt Silver, sẽ giới thiệu với các bạn sau. Nó giống hệt như thế này, kể cả về hình thức lẫn về cấu trúc bên trong, nhưng chỉ khác một điểm là thay vì cái mặt trước màu đen và mặt trên màu đồng thì tất cả nó sẽ là một màu trắng bạc rất hấp dẫn theo kiểu high-end. Đấy. Thì mọi chi tiết về kỹ thuật và về giá cả của cái bộ Zurt Black cũng như Zurt Silver, bạn nào muốn đặt hàng xin hãy gọi cho tôi vào số máy 0903257249. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của KT Audio ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào.